được rồi. Thì đi apply thôi. Tính quay cho anh em cái clip con test thử cái lon AKR1 trong lên con Ben 600. Nhưng mà thôi thấy trễ giờ rồi, giờ này 9:30. Chạy ra ngoài đầu hầm luôn. Ok, đi nhé. Giờ lực mới được thay nhưng mà cái này cù lắp thôi. Rồi, let's go. Hả? Giờ mới đi là lúc 9 giờ. Thì lúc đó dậy nấu cơm với chó hay ngoài Cần Thơ nè, 9 giờ đi tạo 1 phút để nấu cơm cho chó. Ok, giờ mình sẽ đi test vườn ngoài lửa của bạn này. Hello, okay, mình lo cho vô hình coi. Hello Minh Cường. Đây là bạn Chí Đỉ trong group Ben. Thì bây giờ mình sẽ Huy bạn Huy hôm bữa trong bốt cầu cao các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi test bé Phượng Hoàng Lửa. Thì con này thật ra là mình cũng quan tâm. Cái lúc mà mình mới chơi xe là mình đã rất là quan tâm nó rồi. Thật sự lúc chơi xe là lúc mà chơi xe là mình nhắm tới con này nè. Đúng rồi, lúc mà chơi xe đầu tiên luôn là sẽ nghĩ tới con này. Vì con này giá rất là ổn và rẻ. Âm thanh nghe rất là hay luôn. 175cc. Con này là 175cc 2 máy, 2 xi lanh đôi. Và giọng đều đúng không? Ừ, giọng đều giống, nó giống con 302 nhưng mà hơi sẽ yếu hơn. Thì con này nói chung là tới bây giờ mà hiện trạng còn được như vậy là khá là ổn rồi đó, rất là ổn luôn á. Chủ hơi chăm cũng khá là kỹ. Thật là xe dòng bên nước này nó không có gọi là dở đâu, mà chỉ là người ta đi gọi là cái dòng của Turok này nó không có nâng cấp nữa thôi, chứ thực ra bên nước này nó không có dở đâu. Trong 2 năm liền người okay, ta bây giờ là test thôi. Ok thì bây giờ mình sẽ chạy test con này ha. Coi nó như thế nào và nó sẽ nói chung là tình trạng con này á, hồi nãy mình có chạy thử rồi thì nó khá là ổn, thì bây giờ là chỉ là check lại coi coi nó như thế nào thôi nha. Thử mass speed nó coi nha. Ok, con này lực máy khá là, nói chung lực máy á, nếu mà đối với 175cc và mấy bạn không có đua bơi á mà kiểu chơi kiển á thì ok, em này ổn. Và hiện tại em này thì cũng có một số chỗ đó sửa xe khá là ok rồi, cho nên là không có gì mà mấy bạn phải quan tâm nữa. Với lại con này là xe Trung Quốc nha, cho nên là mấy bạn cứ an tâm về phụ tùng, cái mẹ gì nó cũng có hết. Đây con này là phụ tùng ở Trung Quốc order rất là rẻ đó, cũng giống như dòng Ben thôi. Thì phụ tùng nó còn rẻ, nhiều khi còn rẻ hơn dòng Ben nữa. Cho nên là nếu như mấy bạn muốn chơi thì mấy bạn cứ nên chơi đi, đừng có sợ. Khá là ổn nha, khá là ổn.
lộn quá, con này hình như dàn điện cũng còn zin khá là nhiều, chưa có quậy phá cái gì nhiều nữa các bạn. Nhìn điện rất là gọn luôn, thấy không? Chơi chơi xe thì mình không cần biết là chơi xe lớn hay xe nhỏ, nhưng mà kỹ là được, chỉ cần kỹ một tí là ok. Con này không có lên đồ chơi nhưng mà nói chung là đẹp, được, học vậy là ngon rồi. Ok, con này nói chung là chạy khá là ổn nha. Với lại phụ tùng thì giống như nãy mình nói là con này là xuất phát điểm nó là Trung Quốc, cho nên là mấy bạn khỏi lo về phụ tùng, order phát về liền. Con này tới bây giờ là giá nó sẽ dao động khoảng từ 30 cho tới 39 triệu tùy theo xe ngon hay xe như nào. Đây ngoài hình đây. Đó, khá lắm, nói chung là còn khá là cứng. Dàn này hình như là có fit ốc lại này nọ rồi nè, cho nên là khá là cứng. Con cá đi cái xê lỏ quá. À, có bầu hơi nè. Nó đi bầu zin sao anh? Con này như còn đi bầu zin sao mà, nhưng mà êm quá. Êm với lại chạy cũng khá lắm á. Chạy nói chung là con này là thấy chạy cái bộn á chứ không tới nổi đâu. Nghe vô là máy rồi đó. Điểm danh báo công an nè, điểm danh báo công an nè, chí đỉ nè, danh nè, danh có rờ nè, nè nè quá nha, phá quá nha, chú công an bắt hết nè. Ngày hôm nay là mình nó có sự xuất hiện của một em tay côn đến từ dòng Benelli. À, con này hiện tại là ở Việt Nam rất là ít người chạy. Thì đây là con RSS 150 của Benelli, nó là dòng Taycan Underbar phổ thông. Thì đây thì sai thì phải nói là phần đầu là ăn đứt mấy con kia rồi. Bây giờ là mình sẽ đi điểm danh lại những gương mặt vàng của ngày hôm nay. Ok, điểm danh lại nha. Hôm nay là có sự xuất hiện của anh Henry Nguyễn với lại con Ducati 821, nhưng mà cho bình xăng ghi là 128. Không, gọi là 8 tỷ. Ờ, 8. Ê đồ, anh ở trên này nhìn đó là 821 nè, xuống đây nhìn là 128 nè. R15 V3 Benelli RSS 150, xe cùi lõ của mình. Z9 của bạn Đặng Quang Nam. Con trước bạn này trước đây chạy con Benelli mà độ full đó mấy bạn. AB1000 Phượng Hoàng Lửa. Phonix 175 LE Exeter 150. Con này là Sado 750 Léo. Con Léo. Con này là con Benelli Léo. Léo. Léo 5 xị. Con này là Léo 5 xị. Con này là Búp. Con này là Búp 1000. Búp 1000 hay còn gọi là bên Búp 1000. Đây là Z800 bản châu Á. Đây là Z800 bản châu Á. Còn đây là Z800 bản châu Âu. Gì vậy? Rớt chìa khóa hả? Rớt chìa khóa hả? Vãi lên. Chìa khóa thì ai vậy? Chìa khóa xuống cống rồi, giờ đang lấy. Happy. Vỗ tay. Thank you.
chiếu luôn hả? Ủa con này phải Google không kỹ vậy? Mình cũng đã hót xong rồi, hãy dắt bạn Danh đi quay vlog, giờ đi về thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong vlog sau nha. Bye bye.